Thanh Hóa, bỏ mang thai đến ngày sinh, cả nhà kinh hãi chứng kiến sọ dừa chui ra. Sau khi đã sinh một con bê đực, thì con bò ở Thanh Hóa còn bất ngờ sinh ra dị vật kỳ lạ, khiến dư luận hoang mang gọi tên là sọ dừa. Mới đây, thông tin một con bò sinh ra dị vật kỳ lạ ở khu vực Bãi Trành như Xuân Thanh Hóa đã khiến cho dư luận xôn xao bàn luận. Được biết con bò này sau khi sinh ra một con bê con giống đực thì sau 2 giờ đồng hồ lại tiếp tục sinh ra một dị vật kỳ lạ. Câu chuyện con bò sinh ra sọ dừa đang khiến nhiều người hoang mang tranh luận trên mạng xã hội. Thông tin cho rằng con bò này không chỉ đẻ ra một con bê đực như bình thường mà còn đẻ ra dị vật kỳ lạ, tròn như quả bóng nhỏ nhưng rất cứng và có lông. Hình ảnh dị vật được cho là con bò sinh ra sau 2 tiếng đồng hồ khiến nhiều người sợ hãi, mẩu ruột đỏ hỏn vẫn còn dính trên thân. Mặc dù chưa rõ thực hư, nhưng hình ảnh quá mức chân thật vẫn khiến nhiều người tin tưởng về câu chuyện kỳ lạ này. Có người còn cho rằng đó là sọ dừa. Trung Quốc được biết đến là đất nước sở hữu một gia tài khổng lồ, các bài thuốc đông y có giá trị lớn nhất trên thế giới. Nền đông y học của đất nước này đứng đầu thế giới mà khó có quốc gia nào có thể vượt mặt. Những bài thuốc đông y thường có xuất xứ từ các loại cây cỏ trong tự nhiên hay những loài động vật xung quanh, rất hiệu quả, lại ít để lại nhiều di chứng sau này. Từ xưa, người dân đất nước này đã truyền tai nhau về công dụng thần kỳ của ngưu hoàng, một loại sỏi được lấy từ túi mật của trâu hoặc bò mang bệnh sỏi mật. Ngưu hoàng có tác dụng trong việc giải trừ độc tố, thanh tâm, tiêu đờm, định kinh. Với những công dụng lớn như vậy, mọi người đua nhau đi kiếm ngưu hoàng về dự trữ trong nhà để khi cần có thể đem ra sử dụng. Chính vì những công dụng tuyệt vời đó lại là một loại thuốc quý hiếm khó tìm. Vì vậy, khi tìm ra được nguồn cung cấp ngưu hoàng, mọi người đều đổ xô đi truy lùng. Mới đây, cộng đồng mạng và truyền thông Trung Quốc xôn xao về một chú bò mang một lượng ngưu hoàng khổng lồ mà từ trước đến nay chưa từng có. Ngay lập tức, chú bò này nhận được sự săn đón nhiệt tình của người dân và truyền thông cả nước trong sự ngỡ ngàng của chính gia đình người nông dân sở hữu chú bò này. Đó là một gia đình có truyền thống làm nông tại một thôn nhỏ thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Chú bò này mang thân hình ốm yếu, gầy xơ xác và một khối u khổng lồ ở vùng bụng suốt 11 năm qua. Cái khối u này gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cày bừa và cuộc sống hàng ngày của chú bò, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Thật không thể nào ngờ được, cái khối u mà gia đình người nông dân này cho là nguyên nhân gây ra sự suy yếu của sức khỏe con bò lại chứa đựng một nguồn thuốc quý hiếm và vô cùng giá trị. Khi biết được tin về chú bò này, giới truyền thông đã lập tức săn đón, đưa tin thu hút sự theo dõi rất lớn từ dư luận cả nước. Giá trị của chú bò ốm yếu này bỗng chốc được nâng cao, rất nhiều doanh nhân, những người có tiền ra giá cao để được mua lại chú bò quý này. Có lẽ gia đình người nông dân này không thể nào có thể tưởng tượng được rằng, có một ngày con bò ốm yếu này là đem lại cho gia đình ông một món hời khổng lồ đến như vậy, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống nghèo khó trước đây. Nhiều khi chúng ta không thể nào biết rằng những thứ tưởng chừng như chẳng có chút giá trị nào lại đang chứa đựng một giá trị không ngờ ẩn sâu bên trong đó.
một gia đình người Trung Quốc bất ngờ giàu lên chỉ sau một đêm trông bò bị ốm. Được biết, con bò được nuôi đã 10 năm nhưng liên tục bỏ ăn trong nhiều ngày. Sau đó, thứ mà nó nhổ ra khiến người giàu có đổ xô tới mua về. Con bò được gia đình nuôi 10 năm, tuy là bò cái nhưng chưa mang thai lần nào. Điều kỳ lạ là con bò vẫn khỏe mạnh, bình thường trước đó, nhưng vài ngày không ăn uống gì chỉ vì thứ sỏi đá nó nhổ ra sau một đêm. Nhìn bề ngoài vật thể lạ này giống như hình viên sỏi lớn, nhưng theo nhiều người, đây là ngưu hoàng, một loại sỏi kết thành trong mật ở trâu bò, giống như các lợn, bảo kê trong bụng gà, vô cùng quý hiếm. Ngưu hoàng hình thành một cách tự nhiên, thường được tính theo giá của cuộc đời của một con bò, và vì thế mà nó rất đắt. Theo dân gian, ngưu hoàng dùng để thanh nhiệt, giải độc, khử đàm, an thần, tráng kinh, khai khiếu, định thống và chữa nhiều bệnh khác. Gần đây, chàng trai trẻ Nick McCaff, 20 tuổi, đã bắt được một con cá khổng lồ với cân nặng gần 350kg và chiều dài xấp xỉ 3 mét trên sông Fraser thuộc British Columbia, Canada. Tuy nhiên, Nick đã không giấu nổi sự ngạc nhiên và không ngừng cảm thấy kỳ diệu khi nhận ra đó chính là con cá năm ngoái anh đã thả đi ngay sau khi chụp xong hình lưu niệm cùng với những người bạn trong nhóm đi câu của mình. Được mệnh danh là quái vật sông Fraser, con cá này vẫn thường được gọi là Pignose, thuộc giống cá tầm trắng. Nhờ có thân hình to lớn và cái mõm hồng kỳ lạ mà Pignose rất dễ nhận dạng. Các nhà nghiên cứu khoa học cũng cho biết, dựa trên kích cỡ của nó, Pignose phải vào khoảng 80 năm tuổi và đã bước vào độ tuổi trưởng thành. Nick hiện đang là hướng dẫn viên du lịch cho những tour đi câu thuộc khu vực này. Anh cho biết, hơn 40 năm trước, vì một lý do nào đó mà con cá đã bị thương nặng ở phần miệng. Và khi vết thương lành lại thì phần miệng lại trở nên giống với một chiếc mũi lợn. Đó cũng là lý do tại sao nó lại có tên gọi Pignose như vậy. Năm ngoái, Nick đã phải mất gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn mới bắt được con cá này. Trước đó cũng đã có rất nhiều thợ đi câu săn lùng Pignose. Thế nhưng con cá vẫn may mắn thoát chết. Còn năm nay, khi đã là lần thứ hai bắt được Pignose, Nick chỉ tốn mất 1 giờ đồng hồ. Nick cho biết, lúc đó tôi đã ngờ ngợ chính là nó, dù hơn 1 năm đã trôi qua. Khi con cá được kéo lên bờ thì cũng là mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ. Tôi không thể không nhận ra vì nó thực sự trông quá quen thuộc. Lần này con cá có vẻ nặng hơn lần trước nhiều. Lúc trước chỉ có khoảng 300kg, giờ thì đã là 350kg rồi. Được biết, giống cá tầm được phát hiện sớm nhất là vào khoảng thời gian cách đây 230 triệu năm, với đặc điểm có thể phát triển thành kích cỡ khổng lồ. Nó là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất của Bắc Mỹ, đồng thời cũng được liệt trong danh sách những loài cá đắt đỏ nhất của thế giới. Thị trấn nhỏ Costești ở Romania là nơi sở hữu những viên đá bí ẩn khiến các nhà địa chất trên thế giới phải đau đầu. Trong hơn 100 năm qua, người dân nơi đây đã chứng kiến một trong những hiện tượng đặc biệt ở thung lũng nơi chứa những hòn đá này. Được biết, chúng được hình thành từ những cơn địa chấn khoảng 6 triệu năm trước. Những hòn đá này rải rác khắp một thung lũng nhỏ và rất đa dạng về kích thước cũng như hình dạng. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều đặc biệt nhất về chúng. Người dân nơi đây cho biết, họ đã chứng kiến những hòn đá này lớn lên như thể chúng đang sống và phát triển như con người. Hễ cứ tiếp xúc với nước là những hòn đá lại lớn dần lên. Tùy thuộc vào lượng mưa tiếp xúc mà những hòn đá có thể tăng từ vài mm đến vài mét đường kính. Hiện tượng lạ này từng khiến người dân địa phương hoang mang, nhưng các nhà khoa học đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích để trấn an mọi người. Họ tin rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do hàm lượng muối khoáng cao trong mỗi tảng đá. Khi bề mặt đá bị ướt, những chất này sẽ lan ra và gây áp lực khiến hòn đá phát triển về kích thước. Không những vậy, chúng còn có khả năng di chuyển. Tuy di chuyển rất chậm, nhưng nhiều người xác nhận rằng chúng đã thay đổi vị trí ban đầu sau một thời gian. Địa danh đặc biệt này đã thu hút một lượng không hề nhỏ khách du lịch tới tham quan mỗi năm.
Hiện nay, các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu và bảo tồn những tảng đá có siêu năng lực này.